Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một trò chơi thật là thú vị nha. Đây là chiếc máy cẩu mini của tớ. Hoạt động rất là tốt nha. Khởi động máy nào. Bây giờ chúng ta sẽ múc những hạt kim cương này vào các cái thùng nha. Nào, xem tớ xúc đây. Thùng rồi, đây kim cương này ha, kim màu đỏ nè, kim cương màu xanh nè, kim cương màu trắng nè, nào tiếp tục xúc nào, nào lại là một thùng nữa rồi, kim cương màu vàng nè, kim cương màu hồng nè, năm kim cương thế đây, kim cương màu hồng nè, nào tiếp theo. Mang cái thùng màu cam lại đây. Cái máy ủi kia ở đâu đến mà ủi hết kim cương của tôi đấy nhỉ? Buồn cười thật đấy. Ui, chả chả lắm thêm kim cương nè, kim cương màu trắng nè, kim cương màu xanh lá cây nè, ui đẹp quá, kim cương màu hồng nè, nào xúc tiếp đi, xúc tiếp nào, sang cho gọn lại, để xúc cho dễ nha. Nào xúc tiếp, lại được một thùng kim cương nữa rồi. Kim cương màu trắng đây, kim cương màu vàng đây, kim cương màu hồng đây, và kim cương màu xanh, rất là tuyệt vời. Nào chúng ta múc thêm một thùng nữa thôi nha. Xúc được rất nhiều kim cương. Đây rồi, lại một thùng nữa. Rất lắm kim cương nha. Rồi bây giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn nha. Chào tạm biệt.